Đây là Max. Max là một chú mèo con, và mèo thì thích bắt chim chóc. Và đây là chim. Chim là một chú chim thôi. Chim chóc thì bị mèo đuổi bắt. Max muốn làm bạn với chim, nhưng làm bạn theo cách Max sẽ bắt chim rồi sơi tái chim luôn. Chim nảy ra một ý này. Max sẽ dạy chim bay. Còn chim sẽ giải thích cho Max về tình bạn. Liệu chim bé nhỏ có học được cách bay? Và mèo Max có hiểu được thế nào là tình bạn?